Kỳ diệu, cứ ăn thực phẩm này mỗi ngày có ngay thần dược chống ung thư cực đỉnh, tốt gấp vạn lần nhân sâm thuốc bổ. Hân hạnh kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi video. Thưa quý vị, ung thư có thể được ngăn ngừa bằng một lối sống lành mạnh và chế độ ăn uống khoa học hàng ngày. Những thực phẩm dưới đây rất giàu protein và các chất dinh dưỡng giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể cũng như phòng chống căn bệnh ung thư chết người. Xin mời quý vị cùng theo dõi và đừng quên chia sẻ video này rộng rãi quý vị nhé. Kỳ diệu, cứ ăn thực phẩm này mỗi ngày có ngay thần dược chống ung thư cực đỉnh, tốt gấp vạn lần nhân sâm thuốc bổ. Thứ nhất, cà tím. Cà tím là loại rau quả rất giàu dinh dưỡng, chứa nhiều vitamin A, B1, B2 và vitamin C, các protein. Trong thực tế, cà tím không chỉ giúp giảm cholesterol và hạ huyết áp mà còn chứa nhiều chất chống ung thư. Khoa học hiện đại khám phá ra rằng trong cà tím có solanin, là chất có thể ngăn chặn việc phát triển của khối u trong hệ tiêu hóa. 2. Mướp đắng. Trong thành phần của mướp đắng có một loại protein hoạt tính. Loại protein này có khả năng phòng ngừa ung thư rất hiệu quả. Loại protein này kích thích hệ miễn dịch, loại trừ độc tố trong cơ thể. Ngoài ra, theo nghiên cứu, chiết xuất từ mướp đắng có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư vú. 3. Rong biển. Nghiên cứu của y tế hiện đại đã chứng minh rằng rong biển có chứa nhiều chất dinh dưỡng và các thành phần thuốc có lợi cho sức khỏe con người. Rong biển thuộc loại thực vật có tính kiềm, nếu ăn thường xuyên sẽ có lợi cho việc cải thiện thể chất của con người hiện đại, nâng cao khả năng miễn dịch, tăng cường sức chống đỡ bệnh ung thư. Chất xylin có trong rong biển có khả năng chặn đứng sự di căn của các tế bào ung thư, khống chế sự phân chia và sinh trưởng của tế bào ung thư. 4. Khoai lang tím. Khoai lang có công dụng chống ung thư tuyệt vời là do nó có chứa một thành phần đặc biệt. Hormone này có thể phòng ngừa ung thư và chống lão hóa. Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ cho thấy hormone này rất hiệu quả trong việc phòng chống ung thư vú và phòng ngừa ung thư ruột kết. Đồng thời, hàm lượng beta-carotene có trong khoai lang không hề ít hơn hàm lượng này trong cà rốt. Beta-carotene có tác dụng chống bức xạ nhiệt tử, do đó mà khoai lang có tác dụng phòng ngừa ung thư. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ cao có trong khoai lang hiệu quả trong việc chữa trị chứng táo bón và phòng ngừa ung thư đại trực tràng. 5. Bí ngô. Giống như những loại rau quả màu vàng như khoai lang, cà rốt, bí ngô giàu chất chống oxy hóa, beta-carotene, đóng một vai trò quan trọng trong phòng chống ung thư. Ngoài ra, chất steroid có trong hạt bí ngô cũng đã được chứng minh có tác dụng chống lại một số bệnh ung thư. 6. Cám lúa mì. Theo nghiên cứu mới đây của Hội Sức khỏe Mỹ thì cám lúa mì rất giàu chất xơ không hòa tan trong nước nên có khả năng giảm thiểu lượng estrogen trong máu. Vì thế, người ta cho rằng chất xơ này có thể giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh ung thư vú ở phụ nữ. Ngoài ra, cám lúa mì có tác dụng giúp cơ thể sử dụng năng lượng hữu hiệu từ thức ăn thông qua các chu trình sinh hóa. Sự chuyển hóa axit béo và cholesterol có trong cám lúa mì có thành phần pantothenic acid có khả năng ngăn ngừa bệnh ung thư. 7. Củ cải. Dầu cải và glycosid có trong củ cải có thể phát huy tác dụng đối với nhiều loại chất xúc tác, hình thành nên thành phần chống ung thư có vị cay cay. Thành phần có vị cay cay này có thể ngăn ngừa ung thư vì nó ức chế phân chia tế bào không bình thường. Vì vậy, những củ cải có vị cay nhiều thì thành phần này càng nhiều và có khả năng chống ung thư càng tốt. 8. Kiwi. Quả kiwi chứa nhiều vitamin A, vitamin C và vitamin E. Vitamin C là chất chống oxy hóa, có tác dụng bảo vệ cơ thể khỏi các phân tử gốc tự do, chống lại bệnh tim mạch, ung thư và bệnh béo phì. Trong kiwi chứa nhiều chất flavonoid và carotenoid. Đây là những hợp chất đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các DNA không bị hủy do quá trình oxy hóa. Vì thế, sự phát triển của bệnh ung thư sẽ bị ngăn chặn. Nguyên tắc cơ bản trong dinh dưỡng phòng chống ung thư. Chế độ ăn uống là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến gia tăng nguy cơ ung thư. Do đó, chọn lựa thực phẩm nào, ăn bao nhiêu cũng như cách chế biến như thế nào là những điều cơ bản cần phải lưu ý hàng ngày để phòng bệnh, nhất là với tình trạng thực phẩm vẫn bẩn và còn tồn đọng ở nước ta. Dưới đây là một số nguyên tắc cơ bản trong dinh dưỡng phòng ung thư được cập nhật từ các bài báo khoa học và các viện nghiên cứu ung thư hàng đầu thế giới. Thứ nhất, chế độ ăn uống lành mạnh giúp duy trì cân nặng lý tưởng. Duy trì cân nặng lý tưởng rất quan trọng, bởi vì béo phì là nguyên nhân thứ hai có nguy cơ cao gây ung thư sau hút thuốc lá ở Việt Nam. Việc thừa cân làm tăng nguy cơ của 13 loại ung thư,
Do đó, một chế độ ăn uống lành mạnh có thể gián tiếp giúp làm giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư bằng cách kiểm soát trọng lượng và phòng ngừa bệnh béo phì. Bằng chứng ngày càng tăng cho thấy một chế độ ăn uống lành mạnh bao gồm 1/2 khẩu phần là rau và hoa quả, 1/4 khẩu phần là ngũ cốc nguyên cám, 1/4 khẩu phần còn lại là đạm. Đạm tốt tức là các loại thịt, hải sản ngoại trừ các loại thịt đã chế biến sẵn như xúc xích, thịt sông khói và thịt muối, hạn chế thịt đỏ, các loại thịt gia súc như heo, bò và thịt dê. Bên cạnh đó, cần hạn chế các thực phẩm có hàm lượng calo cao như thức ăn nhanh, nước ngọt, bánh kẹo vì chúng có phần làm tăng cân. Một chế độ ăn nhiều chất xơ, giảm đường bột vừa có thể trực tiếp ngăn ngừa sự mất cân bằng bằng cách giảm lượng hấp thụ, vừa gián tiếp giảm cân do tăng cảm giác no, giảm cảm giác thèm ăn. 2. Trái cây và rau củ có khả năng làm giảm nguy cơ ung thư. Các nghiên cứu cho thấy ăn trái cây và rau cải có thể làm giảm nguy cơ ung thư miệng, cổ họng, thanh quản và phổi. Trái cây và rau quả có nhiều hóa chất khác nhau có khả năng làm giảm khả năng phát triển của ung thư. Các chất dinh dưỡng này bao gồm các nhóm chất có hoạt tính kháng ung thư như carotenoid, folate, vitamin C, vitamin E, xylin và flavonoid và các chất phytochisimin khác. Chất xơ, việc ăn các chất và các thực phẩm giàu chất xơ làm giảm nguy cơ ung thư ruột là điều đã được khoa học chứng minh rõ ràng. Các nghiên cứu cho thấy ăn 10g chất xơ mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ ung thư ruột tới khoảng 10%. Chất chống tăng sinh mạch máu mới. Đây là tác động kép vì cả tế bào ung thư lẫn mô mỡ đều cần sinh mạch máu mới để nuôi chúng. Do đó, việc chống tăng sinh mạch máu mới vừa trực tiếp làm giảm nguy cơ ung thư, vừa gián tiếp giảm nguy cơ ung thư thông qua việc làm giảm sự phát triển của mô mỡ, tránh béo phì. Ngoài ra, các nghiên cứu còn cho thấy hệ vi khuẩn đường ruột có tác động không nhỏ đến nguy cơ ung thư đường ruột cũng như tác dụng của hóa trị trong điều trị. Các nghiên cứu cho thấy chất xơ có tương tác vi khuẩn trong ruột để tạo ra một số chất. Những chất này làm thay đổi các điều kiện trong ruột, do đó các khối u ít có khả năng phát triển hơn. 3. Ăn uống đa dạng giúp giảm sự tích tụ chất độc hại. Các độc tố tiềm ẩn trong thực phẩm vẫn còn là vấn đề lo ngại của nhiều người. Do đó, một cách đơn giản để hạn chế tác động của hiện trạng thực phẩm bẩn hiện nay là đa dạng hóa thực đơn hàng ngày. Hay nói cách khác là thay đổi các món ăn thường xuyên. Tuy nhiên, cần hiểu là nên đa dạng hóa các thực phẩm tốt, bao gồm rau củ quả, ngũ cốc nguyên cám và vẫn phải hạn chế các thực phẩm gây hại như thịt chế biến sẵn, thịt đỏ. Bên cạnh đó, bạn nên hạn chế rượu bia và nước ngọt. Ngược lại, chúng ta cần ăn nhiều rau củ quả và các chất chống ung thư để đạt đủ ngưỡng bổ để phát huy tác dụng của nó. Chưa có một hướng dẫn cụ thể là phải ăn bao nhiêu loại rau củ quả vào mỗi ngày để đạt được ngưỡng này. Nhưng trên thực tế nghiên cứu, đến nay đều có thấy việc ăn càng nhiều rau củ quả hàng ngày càng làm giảm nguy cơ ung thư nói chung và đặc biệt là ung thư đại trực tràng nói riêng. Ung thư đang là một bóng ma ám ảnh người dân khắp thế giới, đặc biệt là tại Việt Nam. Thực phẩm chính là một trong những nguyên nhân gây ung thư hàng đầu hiện nay. Vậy, loại thực phẩm nào bạn cần tránh xa nếu như không muốn tăng nguy cơ đối diện với căn bệnh tử thần này? Hãy cùng chương trình tìm hiểu qua 15 loại thực phẩm gây ung thư cao hiện nay mà mọi người nên tránh nhé. Thứ nhất, thực phẩm biến đổi gen. Thực phẩm biến đổi gen là một gánh nặng công nghiệp đang lên với lợi nhuận béo bở. Hiện vẫn còn những tranh cãi xung quanh việc thực phẩm biến đổi gen có làm tăng nguy cơ phát triển khối u ở ngoài hay không. Dù vậy, cần nhiều nhà khoa học đứng về phe có. 2. Bắp rang bơ quay trong lò vi sóng. Bắp rang bơ quay trong lò vi sóng là một món ăn vặt khoái khẩu của nhiều người, nhất là những buổi tối sum họp gia đình, quây quần quanh chiếc tivi thưởng thức bộ phim yêu thích. Tuy nhiên, bạn sẽ phải hết sức cẩn thận với loại thực phẩm này. Có thời gian, người ta cho rằng việc hít mùi thơm từ gói bắp rang bơ có thể gây ung thư phổi. Điều này đã được chứng minh là sai sự thật, nhưng khoa học lại tìm thấy một tử thần khác. Chất độc này nằm trong lớp chống dính ở mặt trong túi đựng bọc, khi được quay ở nhiệt độ cao sẽ phân hủy thành chất axit, làm tăng nguy cơ ung thư. Ngoài ra, viền keo dán quanh túi cũng có thể tiết ra những chất cực độc khi túi bỏng được quay nóng. 3. Thực phẩm đóng hộp. Nếu như bạn nghĩ đồ hộp an toàn và vệ sinh thì hãy nghĩ lại, hầu hết các vỏ hộp đều chứa BPA. Ngay cả khi tiếp xúc với một lượng nhỏ BPA thì cơ thể cũng có nguy cơ mắc ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt và nhiều chứng rối loạn khác nhau. 4. Thịt đỏ nướng.
Gần như tất cả mọi người đều mê món bít tết nướng than mềm, mọng nước và thơm lừng. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học đã phát hiện ra rằng cách chế biến thịt đỏ kiểu này sẽ làm giải phóng các amin, là một chất sinh ung thư phổ biến. Còn theo Viện Ung thư Quốc gia của Mỹ, việc nấu thịt ở nhiệt độ rất cao như trên sẽ tạo ra những chất sinh ung thư mạnh và làm tăng nguy cơ phát triển khối u ác tính. 5. Đường tinh luyện. Lần tới, khi cầm trên tay một chiếc bánh quy thơm lừng được làm bằng bột và đường tinh luyện, tốt nhất là bạn nên nghĩ lại và đặt nó xuống. Không, không phải là vì nguy cơ sâu răng hay tăng cân đơn giản. Trên thực tế, chúng ta đang tiêu thụ lượng đường tinh luyện hơn bao giờ hết, và điều này thực sự nguy hiểm. Không chỉ làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường, mà đường tinh luyện còn có tác nhân gây ra nhiều dạng ung thư như ung thư vú, tuyến tiền liệt, bàng quang, tuyến tụy và trực tràng. 6. Soda. Ai lại không thèm một ly soda mát lạnh trong một ngày nóng vã mồ hôi cơ chứ? Tuy nhiên, loại thức uống khoái khẩu này lại đẩy bạn tới chỗ nguy hiểm. Theo Trường Đại học Sức khỏe Quảng Đông, việc uống hơn một ly soda mỗi ngày sẽ khiến cơ thể bạn tích tụ và sản sinh ra nhiều methylenol, là một chất có khả năng gây ung thư. 7. Thịt đã qua chế biến. Có rất nhiều món ăn được làm từ thịt chế biến như sandwich, xúc xích và thịt hun khói. Những loại thực phẩm này rất nhiều muối và chứa nhiều chất bảo quản cũng như các hóa chất có hại cho cơ thể. Nếu như bạn mua thịt xông khói, mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi chúng luôn bị nhiễm khói, gần giống như khi bạn hút thuốc lá vậy. 8. Chất tạo ngọt nhân tạo. Bạn thường tưởng rằng mình có thể tránh được nguy cơ ung thư hoặc bỏ đói các tế bào ung thư bằng cách không ăn đường tinh luyện nữa. Bạn nghĩ rằng các chất tạo ngọt nhân tạo an toàn và lành mạnh hơn, đó là sai hoàn toàn. Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, việc sử dụng chất tạo ngọt nhân tạo đã được chứng minh là gây ung thư ở các đối tượng chưa thí nghiệm, dù chưa có thêm nghiên cứu nào xác nhận mối liên hệ giữa chất tạo ngọt nhân tạo với ung thư ở người. Mặc dù vậy, tốt hơn cả là bạn vẫn nên hạn chế sử dụng loại thực phẩm này trong khẩu phần ăn thường nhật của mình. 9. Dầu ăn chưa bão hòa. Về cơ bản thì dầu chưa bão hòa là dầu thực vật được chiết xuất từ các loại cây và thực vật thông qua một quá trình hóa học phức tạp. Trong dầu chưa bão hòa có chứa một lượng lớn axit béo omega 6. Chất béo chuyển hóa này có thể gây tăng nguy cơ đau tim hoặc một số dạng ung thư như ung thư da, ung thư tuyến tụy và ung thư trực tràng. 10. Khoai tây chiên dạng lát. Ai lại không thích những lát khoai tây chiên bằng rụm, giòn tan cơ chứ? Thế nhưng đừng quên rằng chúng luôn được chiên ngập dầu và chứa lượng chất béo cực cao, đó là chưa kể các chất tạo hương vị nhân tạo và chất bảo quản. Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, khi được chiên ở nhiệt độ cao, một hóa chất sẽ được sản sinh. Đây là chất gây ung thư thường được tìm thấy ở thuốc lá. 11. Thực phẩm bị nấu ở nhiệt độ cao và cháy khét. Khi các loại thịt như gà, lợn, bò và cá được nấu chín hoặc chiên ở nhiệt độ cao, chúng tạo thành các hợp chất gọi là amin diện vòng, hydrat carbon thơm đa vòng. Các hợp chất này sẽ thúc đẩy những thay đổi trong DNA làm tăng nguy cơ ung thư. Một nghiên cứu từ Đại học bang Kansas cho thấy việc ướp thịt trong các loại gia vị như hương thảo, hùng tây và cây xô thơm có thể cắt giảm tới 87% HCA trong một miếng thịt. 12. Các loại thức uống có cồn. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, uống càng nhiều, nguy cơ mắc ung thư vòm họng, gan, vú và đại tràng càng cao. Cắt giảm lượng tiêu thụ là giải pháp hữu hiệu để giảm nguy cơ ung thư. Một nghiên cứu gần đây về người tiêu dùng và các loại thức uống có cồn ở 195 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã cho thấy hơn 1/4 số ca tử vong liên quan đến rượu ở những người trên 50 tuổi là do ung thư. 13. Thực phẩm nấm mốc. Mộc nhĩ ngâm nhiều ngày, ngô và lạc mốc và dầu tự ép trong các xưởng nhỏ có thể bị nhiễm alastosin, là một chất độc cực cao được Tổ chức Y tế Thế giới chỉ định. Đó là chất gây ung thư loại 1 vào năm 1993. Độc tính của nó mạnh gấp 68 lần so với asin và 10 lần so với kali cyanua. 1mg fructosin đã đủ để gây ung thư cho mô gan. Nếu thức ăn đã bị mốc, bạn tuyệt đối không nên ăn. Ngoài ra, chúng ta cũng phải chú ý tránh nấm mốc ở các đồ dùng nhà bếp bằng tre và bằng gỗ, lau chùi và bảo quản khô các dụng cụ nhà bếp như thớt gỗ, đũa, lồng đũa để tránh sản xuất ra alastosin. 14. Hương nhân tạo. Dù các loại thực phẩm được liệt kê ở trên rất ngon, khoái khẩu, nhưng việc ăn chúng quá nhiều và hàng ngày chắc chắn sẽ khiến cơ thể bạn phải gánh chịu hậu quả.
hãy tìm kiếm những thực phẩm thay thế không chỉ ngon miệng mà còn phải an toàn và lành mạnh. Đừng bao giờ quên rằng cái miệng có thể làm hại đến cái thân tới mức nào. Quý vị khán thính giả thân mến, việc phòng chống ung thư là rất quan trọng. Tóm lại, đối với mỗi cá nhân, việc duy trì cân nặng tiêu chuẩn, hoạt động thể chất thường xuyên, đủ cường độ, tuân thủ chế độ ăn uống lành mạnh có ý nghĩa rất quan trọng, giúp phòng ngừa hiệu quả và đẩy lùi nguy cơ mắc bệnh ung thư. Ban biên tập chương trình xin khép lại video tại đây. Kính chúc quý vị luôn có một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình tiếp theo.